Trong khoảng 2 tuần qua, đã có nhiều cá chết trên đoạn sông Quyền gần nhà máy Formosa ở tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng các quan chức địa phương đã phát ngôn vô trách nhiệm. Về tình hình này, hàng trăm người đã chặn quốc lộ và biểu tình trong nhiều giờ hôm Chủ nhật ở thị xã Kỳ Anh. Một người biểu tình cho VOA biết vụ việc có tính tự phát này kéo dài từ gần 3 giờ đến 9 giờ 30 tối ngày 12 tháng 2 ở phường Kỳ Thịnh của thị xã. Anh Nguyễn Văn Tuấn, 23 tuổi, nói người dân đã chặn cầu Tây Yên trên quốc lộ 12A, nói với cảng Vũng Án của tỉnh, đông nhất có đến từ 300 đến 400 người đã biểu tình. VOA không có điều kiện để kiểm chứng con số này. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người trẻ tuổi đã đổ cá chết và dùng các thân cây để chặn đường. Họ cũng dương các biểu ngữ lớn được in rõ ràng viết rằng bảo vệ sông Quyền là bảo vệ sự sống của chúng tôi, quyết sống chết với sông Quyền, đã đảo Formosa gieo rắc tội ác trên miền Trung đất Việt, Formosa phát triển, dân thất nghiệp. Nhà máy của hãng Formosa Đài Loan hồi mùa xuân năm ngoái đã xả thải độc ra biển, làm cá chết hàng loạt trên 4 tỉnh ven biển miền Trung. Hãng đã nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Người dân địa phương cho biết, sau Tết, họ đã phát hiện nhiều cá chết bốc mùi nằm bên bờ con kênh thoát lũ mới. Nói từ Formosa với sông Quyền, người dân chất vấn các quan chức địa phương nhưng không được trả lời thỏa đáng. Sáng Chủ nhật, một số trang tin nhà nước đăng phát biểu của ông Nguyễn Tiến Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Thịnh, cho rằng cá chết không phải do ô nhiễm mà có thể do một số người dân đi thả lưới kích điện. Còn ông Phan Duy Dĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, cho rằng chỉ có một số cá bé bằng hai ngón tay chết vào đúng một thời điểm. Ông nói không có chuyện cá chết hàng loạt trên sông Quyền. Những phát ngôn coi thường và đổ lỗi cho dân kể trên đã làm nhiều người dân rất là bất bình và tràn ra đường biểu tình. Anh Nguyễn Anh Tuấn nói. Đọc báo xong rồi bọn em bức xúc, cá chết nhiều như vậy, có những con là lên đến một cân có thể hơn nữa. Nhưng mà họ trả lời một cách vô trách nhiệm, bọn em bức xúc khoảng 11 giờ trưa. Bọn em rủ nhau đi nhặt cá để biểu tình cho họ xem, để cho người ta thấy lơ cá không phải lơ cá chết ít nhưng mà cá chết rất nhiều, thậm chí là cá to hơn. Nguồn tin địa phương cho hay khi biểu tình diễn ra, không có một cơ quan chức năng nào đến để giải quyết vấn đề cả. Người dân đã báo dưới các cơ quan chức năng từ cách đây gần 2 tuần về việc cá chết, nhưng đáp lại là kiểu làm việc lơ là, vô trách nhiệm. Người địa phương nghĩ rằng hiện tượng cá chết do liên quan đến nhà máy của Formosa. Anh Tuấn cho biết nơi cá chết cách Formosa 3 km, anh nói thêm. Nhà máy Formosa là tạo một cái con sông nhân tạo cùng lớn, dài thẳng nối từ con sông Quyền này với nhà máy Formosa luôn. Nên đó là con sông nhân tạo, họ gọi là cái mương thoát lũ. Cá chết là nằm dọc cái xung quanh cái mương thoát lũ đó, nên bọn em đang nghĩ là do Formosa. Việc quản lý nước thải của Formosa ra sao dường như đang là một sự lúng túng của nhà chức trách các cấp. Sau thảm họa môi trường vào tháng 4 năm 2016 vì Formosa xả chất thải thẳng ra biển qua đường ống ngầm, hồi đầu tháng 9 cùng năm, chính các đại biểu của tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cần phải cho nước thải của Formosa xả ra khu vực sông Quyền để dễ quản lý. Sông Quyền dài khoảng 20 cây số, chảy qua 7 xã thuộc thị xã Kỳ Anh. Sông này nhiều năm nay cung cấp lượng nước để nuôi trồng thủy sản. Người dân cho rằng việc xả thải sẽ khiến sông Quyền không còn tự nhiên, mức độ ảnh hưởng khôn lường. Trung tuần vào tháng 9 năm ngoái, hơn 1.000 người dân lưu vực sông Quyền đã biểu tình để kêu gọi công luận chú ý nhiều về việc Formosa xả thải gây cá chết, ảnh hưởng tới sinh kế. Anh Tuấn cho biết về nỗi thống khổ mà người dân phải chịu khi cá chết. Nhân dân bọn em ở xung quanh đó là thật sự là khổ, tại vì cá chết, cá biển chết từ tháng 4 năm ngoái đến giờ là gần một năm rồi nhưng không có cá biển để ăn. Thứ hai là con sông là cái nguồn sống duy nhất của dân ở đây. Nhưng mà giờ bị cá ô nhiễm thì dân thật sự là không biết ăn cái đâu gì nữa. Chỉ biết ăn thịt thôi, ăn rau vậy thôi. Nhưng mà ăn thì ngày nào cũng ăn thịt, ăn rau thì cũng mất chất là một vậy là ngán, không ăn được. Thực tế cho thấy người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm của Formosa vẫn chưa yên tâm tiêu thụ hải sản do còn thiếu thông tin chắc chắn từ phía nhà nước.
Vào cuối tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố rằng chất lượng nước biển ở 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nằm trong các tiêu chuẩn cho phép đủ an toàn cho nuôi trồng và các hoạt động thể thao dưới nước. Ít ngày sau, một số nhà khoa học nói trên báo chí trong nước rằng công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa đủ sức thuyết phục, chưa có độ tin cậy cao. Sau đó một tháng, Bộ Y tế đưa ra danh sách các hải sản chưa đủ an toàn để làm thực phẩm, đó là 154 loại hải sản sống ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý, khu vực 4 tỉnh miền Trung, trong đó có cá liệt, cá ghẹ, tôm tích, cá bơn, cá đuối, mực ống BK, cá trình và nhiều loại khác. Ngay khi mãn hạn tù vào ngày 11 tháng 2, bà Bùi Thị Minh Hằng khẳng định tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan. Từ Sài Gòn, bà Hằng nói với VOA Việt ngữ rằng khi quyền lợi người dân chưa được đáp ứng thì bà sẵn sàng tranh đấu. Thì chưa quát bây giờ, kể cả trong trại cho đến lúc ra đến ngoài này, thì chị vẫn nói với anh chị em là cái mục đích ban đầu của bọn chị là những người đi đòi quyền lợi. Trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bọn chị đã phải bước chân vào tù rồi, thì cho nên đương nhiên là cái đi đòi là phải đòi nhiều hơn rồi, bởi vì cứ mất mãi đó, mất cái này chưa đòi được thì mất tiếp đến cái khác nữa, cho nên cái quyền lợi của bọn chị chưa được đáp ứng thì bọn chị sẽ còn tiếp tục đi đòi. Thông qua VOA, bà Hằng mong muốn gửi lời tri ân đến các cơ quan quốc tế và bạn bè đã lên tiếng ủng hộ bà. Là khi bước ra khỏi cái nhà tù của với một bản án oan khuất, lời đầu tiên là tôi gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể những tổ chức cá nhân và các cơ quan quốc tế cùng toàn thể đồng bào và những người yêu chuộng hòa bình công lý khắp nơi đã không ngừng đấu tranh để đòi tự do cũng như là ủng hộ cho tôi trong cái cuộc đấu tranh này, và nhất là với cái bản án oan khuất mà tôi phải chịu trong 3 năm qua. Khi hỏi về việc Bộ Công an khuyên bà đi Mỹ, bà Hằng nói: khi mà sức khỏe chị ổn định là chị sẽ post toàn bộ lá đơn chị gửi cảm ơn Bộ Ngoại giao Mỹ và phía chính quyền Mỹ, nhưng mà trại họ đã giữ thư, họ đã không cho chuyển. Cho nên để trả lời câu hỏi đó thì chị muốn là post lên công luận luôn, là để cho mọi người thấy rõ những cái ý kiến cũng như cái sự trả lời của chị, và đồng thời chị cũng để cho biết luôn cái về phía trại họ đã ngăn chặn cái tự do ngôn luận, rồi họ vi phạm về cái chính sách mà thư tín như thế nào. Và đến ngày hôm qua ra trại thì chị mang được theo lá thư đó ra. Vào ngày 13 tháng 2, bà Hằng đã gửi bức thư cảm ơn đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên Facebook, bức thư đề ngày 5 tháng 4, 2016. Bức thư có đoạn: kết quả của toàn thể sự quan tâm này được thể hiện qua cuộc tiếp xúc trao đổi giữa vị đại diện lãnh sự Hoa Kỳ với tôi tại nơi tôi đang bị cầm tù, trước sự chứng kiến của nhà cầm quyền Việt Nam và trại giam vào ngày 27 tháng 1 năm 2016. Bức thư viết tiếp: tôi thấy mình vô cùng may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người. Cho dù tôi không thể đón nhận tình cảm to lớn và sự quan tâm lo lắng của toàn thể quý vị dành cho tôi vào lúc này, tôi xin lựa chọn được ở lại tổ quốc Việt Nam, nơi sinh ra, và nuôi dưỡng ý tưởng cho mình. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, bà Hằng cho biết sức khỏe của bà không được ổn định, một phần do điều kiện trại giam, một phần do bà đã tuyệt thực để phản đối bản án bất công mà bà phải chịu oan. Thế còn là về đến đây thì bây giờ hiện tại sức khỏe thì cũng đang rất là mệt. Nói chung là sau những cái ngày tháng làm việc cực nhiều đó thì cái sức khỏe nó không có được ổn định. Cái tình trạng mà đối xử với nhà tù nhân ở trong trại giam ấy thì nó có nhiều vấn đề để nói lắm. Kết thúc cuộc phỏng vấn với VOA, bà Hằng khẳng định một lần nữa sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan. Bà Hằng cho biết trước hết bà sẽ lên tiếng kêu cứu cho người bạn tù của bà là bà Nguyễn Thị Trí, ngụ ở tỉnh Bình Dương, người đang chịu án tù 3 năm tại trại giam Gia Trung, theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự tuyên truyền chống nhà nước. Chị nói rằng chị Hằng có kêu cứu cho tù nhân dân oan Trần Thị Trí là đang có những cái sự khủng bố về tinh thần và bị đánh phá trong trại giam do cái sự mà sắp đặt cài cắm của cơ quan an ninh và gây chia rẽ cô lập để đến mức độ mà dân oan Trần Thị Trí là đã đòi tự tử. Điều này là chị Hằng và chị Cấn Thị Theo đều chứng kiến. Bà Bùi Thị Minh Hằng bị tuyên án 3 năm tù vì gây rối trật tự nơi công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Bà bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2014 khi trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
có hai người khác cùng bị xét xử trong vụ án này. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power từng vinh danh và kêu gọi phóng thích bà Bùi Thị Minh Hằng trong số 20 nữ tù nhân chính trị vào năm 2016. Bốn chức sắc của Hội đồng Liên Tôn bị câu lưu 3 giờ và ba chức sắc khác bị công an đánh khi họ đến tỉnh Vĩnh Long vào ngày 13 tháng 2, một thành viên của Hội đồng Liên Tôn cho biết. Trên đường từ Vĩnh Long về thành phố Hồ Chí Minh, Linh Mục Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, một người vừa bị chính quyền địa phương ở tỉnh Vĩnh Long câu lưu, cho VOA Việt ngữ biết rằng bốn chức sắc của Hội đồng Liên Tôn đang cùng các thành viên khác dùng cơm trưa trong một buổi họp mặt đầu năm ở tư gia của ông Lê Văn Sóc thì bị chính quyền ập đến. Đây là buổi gặp mặt đầu năm thường lệ của các thành viên Hội đồng Liên Tôn khi họ đến thăm chúc Tết các chức sắc trong đạo Cao Đài và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý ở tỉnh Vĩnh Long thì xảy ra sự việc này, Linh Mục Lê Ngọc Thanh nói. Chúng tôi đang ngồi ăn uống như vậy thì công an kéo đến rất là đông. Công an vừa khu phố, công an giao thông, công an mật vụ, rồi công an xã, tức là trên 30 vị đến và đòi kiểm tra hành chính, kiểm tra chứng minh dân tất cả những người không thuộc địa phương này. Cũng nói qua nói lại một lúc thì chúng tôi cũng đồng ý. Nghe đang di chuyển được mấy người thì một anh công an bảo rằng là có lịch của lãnh đạo. Yêu cầu bốn vị chức sắc đó là Hòa Thượng Thích Công Tăng, Chánh Trị Sự Hứa Phi và Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng cùng với tôi là Linh Mục Lê Ngọc Thanh phải lên làm việc gặp cái vị lãnh đạo công an đó. Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh thì chính quyền tỉnh Vĩnh Long muốn thủy uy tầm trọng quá sự có mặt của các chức sắc tôn giáo. Chúng tôi bắt đầu như vậy là bị đưa đi từ lúc 12:45, chúng tôi ở đó cho đến 15 giờ. Nơi trụ sở công an ngay trong ủy ban xã đấy, họ tách riêng ra một phòng riêng và mỗi người họ có người đến để thẩm vấn nói chuyện riêng. Cái ông tự nhận mình là Dũng bởi vì ông không có mặc quân phục, không có đeo bảng tên nên không biết chính xác. Và tất cả các nhân viên công an ở đó và ông là lãnh đạo, còn ông thì ông ra nhận rằng là mình là cán bộ an ninh phản gián của tỉnh Vĩnh Long. Ông nói đến với từng người thì ông rất là lên lớp kiểu dạy dỗ, nào là không chịu lo tu hành, nào là tự nhiên tôn giáo này đi tôn giáo kia, nào là lập Hội đồng Liên Tôn là bất hợp pháp. Chúng tôi mỗi người có một thái độ khác nhau. Hòa Thượng Thích Công Tăng thì ông chọn thái độ là im lặng. Chánh Trị Sự Hứa Phi thì bị đánh ngay trong đồn công an, bị đánh ngay trong đồn công an và một cách đe dọa, trong khi ông đang trong tình trạng sức khỏe rất là yếu, ông đã hạ đường trong máu nên ông đã xỉu. Cũng theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, trước khi đoàn đến nhà ông Sóc thì chiếc xe của họ đã bị cảnh sát giao thông chặn với lý do xe lấn tuyến và buộc mọi người phải về ủy ban xã, nhưng họ không đồng ý và các thành viên trong đoàn quyết định đi bộ khoảng 3 km để đến nhà ông Sóc. Linh Mục Lê Ngọc Thanh nói rằng trong lúc một số thành viên đang đi bộ thì chính quyền địa phương đã chặn và đưa hai chức sắc tôn giáo là Thông sự Cao Đài Châu Văn Gòn và Chánh sự Cao Đài Giáo Nguyễn Văn Tam Giang về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành với lý do nghi rằng hai người này phạm tội. Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho biết thêm. Chúng tôi đi bộ một đoạn xa khoảng gần 3 cây số thì có hai vị bị bắt vào đưa vào trong ủy ban nhân dân. Khi ở trong đó hai vị này không đồng ý bởi vì mình đang đi bộ tự nhiên bị bắt vô nên đi ra thì anh chuyển công an mới đe rằng là ở đây về chúng tôi bảo vệ an toàn, ra ngoài là có thể bị đánh và mất tài sản. Thì đúng vậy, hai vị đó tức là ông Thông sự Châu Văn Gòn và ông Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Tạc Răng đã bị đánh. Một ông thì gãy răng, một ông thì bị tét da tay và bị chính lột điện thoại, tiền bạc và giấy tờ hoàn toàn. Theo các thành viên Hội đồng Liên Tôn, việc dựng chuyện xe lấn tuyến là không thể chấp nhận được. Báo Tin Mừng Cho Người Nghèo cho biết việc chính quyền hành hung ông Giang như sau. Sau khi bị câu lưu ít phút ra khỏi đồn công an, ông Giang bị nhóm côn đồ hành hung, cướp điện thoại và các giấy tờ tùy thân. Ông Giang được báo trích lời nói rằng khi chúng tôi ra đến đường lớn, nhóm côn đồ đã xông ra đánh, giật cướp tài sản của chúng tôi. Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Long, được cho là đã chứng kiến toàn bộ sự việc, xác nhận với tờ báo mạng Tin Mừng như sau. Giới chức cầm quyền huy động công an, cảnh sát giao thông và an ninh chặn đường xe của các vị chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn khi đi từ Sài Gòn đến tỉnh Vĩnh Long. Tại tỉnh Vĩnh Long, cách đạo tràng của tôi khoảng 3 cây số.
Nhà cầm quyền huy động công an, cảnh sát giao thông đến ngăn chặn, các chức sắc không cho họ vào nhà tôi, họ nói phải bỏ xe ở đó và đi bộ vào nhà. Một nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý cũng bị chặn ngay từ sáng sớm tại Tư Gia, nên ông không thể đến nhà ông Sóc tham dự buổi chúc Tết của Hội đồng Liên Tôn. Hôm 14 tháng 1, ông Lê Văn Sóc và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng được biết là đã bị chính quyền địa phương ngăn chặn không cho gặp gỡ với đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ David Superstein tại Chùa Giác Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý cũng như Hội đồng Liên Tôn từng lên án cực lực công an tỉnh Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân, chà đạp thô bạo nhân quyền và tự do tôn giáo. Tiếp tục bản tin của đài VOA. Thưa quý vị, hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại sau khi Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh về các đảo ở biển Hoa Đông trong cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thông cáo chung sau cuộc họp giữa Nhật và Mỹ tuyên bố, hai nhà lãnh đạo khẳng định điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật có bao gồm các đảo được gọi là Senkaku ở Nhật và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói, Trung Quốc quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối và nói thêm rằng các đảo trên là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Cảnh sản nói, dù bất kể ai nói gì hoặc làm gì, điều đó cũng không thể thay đổi được thực tế là quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc và không thể xoay chuyển được quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng, Hoa Kỳ và Nhật Bản nên chú ý đến lời nói và việc làm và ngừng đưa ra những phát biểu sai trái để tránh làm phức tạp thêm tình hình và làm ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đàm phán với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Hai. Dự kiến nội dung thảo luận sẽ bao gồm việc ra mắt một sáng kiến chung dành cho các nữ lãnh đạo doanh nghiệp và các doanh nhân. Sau đó, ông Trump và ông Trudeau sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp, trong đó có cuộc họp mà Tòa Bạch Ốc gọi là một hội nghị bàn tròn về sự tiến bộ của nữ doanh nhân và các lãnh đạo doanh nghiệp.